Bế mạc năm Thánh mừng kỷ niệm 80 năm thành lập hồi dòng. Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang, tự hào, hân hoan và phấn khởi. Ngày 22 tháng 8 năm 2004, Thánh lễ đồng tế trọng thể bế mạc năm Thánh và mừng kỷ niệm 80 năm thành lập dòng. Một ngày đáng ghi nhớ và sống mãi trong tim của mọi người. Dù bé nhỏ âm thầm như bông hoa đồng nội, chị em luôn cố gắng sống hết tình con thảo, mến yêu và xây dựng giáo hội theo ơn gọi đặc sủng của hồi dòng trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Phần bọt bèo vô danh mà Chúa đoái nhìn bao bọc chở che, khiến từ đáy lòng mỗi chị em trào dâng một niềm vui khôn tả, một niềm vui tràn bờ. 80 năm cũng là cả một đời người, một đồ dài vừa đủ để chị em cảm nếm hồng ân của Chúa, một thời gian vừa đủ để chị em thẩm thấu giá trị về sự hiện hữu của mình. Chị em thân mến, thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào chúng ta chập chững bước vào đời tu, giờ chúng ta đã tuyên khẩn vĩnh viễn trong hồi dòng. Vậy chúng ta hãy tận dụng thời gian ân sủng để làm trổ sinh những hoa trái thánh thiện mỗi ngày. Chúng ta sẽ cùng chị em sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày, nỗ lực tu thân tích đức để mỗi lúc đêm về không còn gì làm lương tâm áy náy, nhưng luôn bình an trong Chúa. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã thương đồng hành sẻ chia vui buồn, khó khăn thử thách với hồi dòng chúng con trong suốt 80 năm qua. Tình thương và lòng thành tín của Chúa là động lực giúp chúng con nỗ lực sống đời thánh hiến ngày một tốt đẹp hơn. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, trợ giúp chị em chúng con, để chúng con vững mạnh, can đảm dấn thân vào cánh đồng truyền giáo, làm cho Chúa được tỏa sáng khắp mọi nơi. Amen.